vân vân thì không gầy, không có nghe nghe, nhưng mà nghe nghe đi đi lại lại cái bài Có Lẽ Bên Nhau Là Sai, thấy cũng hay hay các bạn. Hôm nay mình xin phép được cô qua mời các bạn lắng nghe Có Lẽ Bên Nhau Là Sai, mẹ mình tự hát đó nghe, đó nghe.